do cái nhu cầu của khách là lưu trữ dữ liệu không có nhiều, cho nên khách chỉ cần thay cái SSD 128GB là ok các bạn. Hơn gấp 2, gấp 3 lần các bạn. Đây mình quay các bạn xem. Thì những cái dòng máy đó chúng ta vẫn còn sử dụng được. Máy chạy ok thì chúng ta có năng lên SSD nha các bạn. HP Shop thân chào các bạn nha. Clip này chúng ta sẽ cùng nhau nâng cấp máy của dòng máy HP nha các bạn. Thì tại sao chúng ta phải nâng cấp các bạn? Thì đây là dòng HP. Khách nó giao cho mình để nâng cấp. Dòng này là dòng HP 450 các bạn. Thì dòng này là nó xài màn hình là 15.6 inch bàn phím. Máy này hình như là máy nội địa Nhật nha các bạn. Đó. HP Robux. Để mình coi cái mã của nó coi đúng chính xác không. Đây. HP Robux 450G2 các bạn ha. Thì bây giờ để mình cho các bạn xem chúng ta sử dụng HDD và SSD nó khác nhau như thế nào các bạn. Thì khách mang máy này tới á, thì để nâng cấp lên SSD các bạn. Display adapter nó có card rời M2R5, M255, HD Drop-Fit 5.5 các bạn. CPU của nó là i5 đời 5, tốc độ xử lý là 2.2 GHz. Chúng ta coi RAM của nó, clip phải, property. RAM của nó là 8GB các bạn ha. Rồi, máy chạy nói chung là cũng tương xứng với HDD. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo máy này ra để chúng ta nâng cấp. Sắp đào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là tháo máy nâng cấp SSD cho dòng máy HP Robux 450G2 các bạn. Thì dòng này chúng ta làm cũng khá đơn giản. Thì chúng ta chỉ cần bật cái nắp ở phía dưới đít nó lên là được. Chúng ta mở cái ốp này ra. Đây các bạn. Thì đây là vị trí hai thanh RAM. Ổ cứng nó nằm bên đây. 1, 2, 3, 4. Chúng ta tháo 4 cái ốp ra. Đây, chúng ta tiến hành thay cái ổ SSD cho nó các bạn. Do cái nhu cầu của khách là lưu trữ dữ liệu không có nhiều, cho nên khách chỉ cần thay cái SSD 128GB là ok các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái đế để mà lắp ổ cứng ra. Để máy qua một bên. Ở đây nó có để các bạn 2.5 inch SATA 6GB trên dây các bạn. 128 ha. Tốc độ truyền nhanh gấp nhiều lần so với cái ổ HDD của chúng ta. HDD này là nó thịnh hành các bạn vào những năm cách đây khoảng chừng, nói chung là khoảng chừng 15 năm rồi các bạn. Đây. Western Digital 500GB ha. Để qua bên ổ này mỏng. Rồi, chúng ta gắn vào. Bắt ốc lại các bạn.
Thì một số cái dòng máy mà mình thay cho khách các bạn, thì những cái dòng mà co 2 bây giờ mà chúng ta còn xài được các bạn ha, những dòng co 2 gam 4 ghi các bạn, những cái dòng laptop đời cũ chúng ta gắn ổ này vô, nói chung là cũng phục vụ được cho công việc ok nha các bạn. Đó, chạy cải thiện tốc độ rất là đáng kể. Nếu mà các bạn mà có những cái laptop đời cũ giống như HP, Dell đời cũ các bạn, mà chúng ta xài HDD thì chúng ta hãy nâng cấp lên SSD thì nó sẽ nhanh hơn nhiều các bạn. Mình thấy là có thể là nó cải thiện tốc độ được gấp 2, gấp 3 lần các bạn. Để mà chúng ta tận dụng những cái laptop đã có sẵn của chúng ta ha. Đó, mình lắp vào. Dòng này thì chúng ta nâng cấp cũng khá là đơn giản. Bật cái nắp ra, chúng ta thấy được ổ cứng chúng ta thay vào. Còn một số dòng chúng ta cần phải bung và tháo máy ra hết. Cái ổ cứng nó nằm phía bên trong các bạn, rất là khó. Còn dòng này thì khá là đơn giản. Thì máy này RAM là 8GB, chúng ta gắn hai cây mỗi cây 4GB là ok rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta đóng nắp lại. Chúng ta tiến hành là phân dùng, chia ổ đĩa và cài hệ điều hành lại. Thì sau khi mà chia đĩa và cài hệ điều hành lại xong thì bây giờ chúng ta hãy xem cái tốc độ khởi động và chúng ta nâng cấp lên SSD nó như thế nào nha các bạn. Đây, nhấn nút vuông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 giây các bạn. Tại vì mình đếm hơi chậm nha, có thể là nó sẽ nhanh hơn nha các bạn. Thì sau khi nâng cấp SSD các bạn thì máy nó khởi động nhanh hơn nhiều nha. Thì chúng ta thử mở các ổ đĩa. Đây, thì nói chung là nó chạy mượt hơn nhiều các bạn. Thì ở đây sau khi mà cài đặt lại các bạn, thì mình cũng cài cái bộ văn phòng Adphone, cài bộ gõ, chương trình nén, dễ nén, đọc file PDF, đó, chương trình duyệt web. Ok các bạn, vậy sau khi nâng cấp SSD xong, máy chúng ta nó chạy mượt hơn nhiều nha các bạn. Thì các bạn cũng biết lý do tại sao chúng ta cần nâng cấp HDD lên SSD rồi các bạn ha. Thì tùy theo dòng máy mà nó có những cái dòng SSD khác nhau như MM2 hoặc là Mini rồi này kia, PCI Express, những cái khe tùy trên laptop chúng ta. Thì thường là chúng ta sẽ thay thế và sử dụng những máy đời cũ nó là SSD nha các bạn, chuẩn 2.5 inch ha. Rồi các bạn thấy clip hay bể nghĩa thì hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều clip mới nữa nha các bạn. Các bạn hãy like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ mình nha. HP Shop, thân chào các bạn.